Dạ chào cả nhà nha. Hôm nay mình qua về vườn của ba mình nè. Mình đi chài để coi kiếm cá cho cả nhà xem nha. Và mình nhìn thấy mấy trái mít này mê quá cả nhà ơi. Nè. Ba mình bọc lên á để cho nó không có côn trùng nào đeo bám. Đây trái nữa nè. Còn trái này nhỏ này chưa có bọc nè. Trái này mới to nè. Đây. Trái mít to khủng khiếp không? Trái này là nếu mà nó lớn đúng sức của nó là cả mười mấy 20 kg luôn cả nhà. À. Rồi, vậy mình đi với chài thôi. Mình tới ruộng rồi nè cả nhà ơi. Nhưng mà mình bỏ lâu quá không có chài, đúng không biết chài có ra tròn không á. Chài vô ok nghe ông xã. Chài mà không tròn là cả nhà cười chết luôn đó. 1 2 3. Cái này là dính tôm mình chứ không dính cá bé xẹo. Nãy mình chài không thành công cả nhà ơi, không có cá. Bây giờ mình đi mò chân trang tiếp tục, tại vì nước này nước cạn rồi, mò chân trang dễ có lắm. Đây một con bự chà bá luôn. Cái gỗ sau lưng anh á anh. Cái bụng thả. Bụng phải. Bụng nó trắng tinh luôn á. Con nó rút. Con nhỏ này nè. Cái con à nó còn ở dưới đất nó rút vô chưa kẹp á. Mở lên cái bụng nó trắng tinh. Đây nữa nè cả nhà ơi. Bờ mía của cháu mình trồng sen bắp rồi cả nhà. Quá trời tốt luôn. Đây một con nữa. Không mò thôi, mò thấy mê luôn. Nhìn thấy không? Con bự bự không? Ừ. Đây con này. Thôi. Xong. Nè, nè. Nè, sống hay chết? Con này chết rồi. Ôi. Này đây nữa nè. Sao con này? Ồ cái này. Trắng lên rửa nhìn thấy đã lắm ha. Rồi trắng thiếu rồi. Ừ. Nhìn tao thấy ham không cả nhà, con bự bự không à. Đi nè, đi nè. Hai tay hai con luôn á. Nè. Nè. Cái này bỏ lên chút xíu nó khép lại mò ra khó lắm. Hẻo nó không hả họng ra. Ồ nè, ôi. Không. Nghe giống nguyên ổ nè, cả trời. Còn nó sống anh ơi, sống. Sống qua đây đi. Nó không có khéo cái miệng, mình tưởng đâu nó chết không à. Đây này hai con nữa nè. Nằm cặp không à. Nè, bụng nè. Không nhận thiệt chứ em. Vẫn víu luôn. Đúng là mò này mê luôn á. Lâu lắm rồi mới mò lại. Bữa hổm mình quay hai clip bữa hổm rồi, bữa nay mình mới quay lại ngay. Mò nó nên lâu quá lâu. Trời. Thấy ham không muốn về. Tại thấy mình mò một thứ mà chán chưa chứ. Đúng là mò này mê lắm. Trở ra mò chân trang hoài cái nhà coi cái nhà chán. Cái mò là thấy ham luôn. Đồng ruộng mía rồi cả nhà xem thôi chứ. Bên kia xa xa là sẽ trồng mít. Mít với chanh. Nè em ơi, nó nè. Con này nè, cái bụng mới bự dữ nè. Con này nè, đó. Nhìn thấy không cả nhà. Hiếu quá nè. Trời. Đó, động tới nó cút từ từ vô nè. Nè. Đó, nó rút vô đó. Cả nhà ơi, cái nè cả nhà.
Bỏ mèo. Đây con nữa nè. Quá thì thấy ham luôn. Mấy con cắn đi nè. Đâu? Đây. Quá cái trời, cắn thiếu luôn. Cái con mà mình bắt lên rồi nó khép lại. Nè cái nhà ơi. Nè thấy không? Còn trắng trắng gì nó đang rút vô. Con nhỏ nhỏ nè. Ngụm trắng cò hồi trắng hiếu à. Đã không? Về mình kho mà xả ớt đó cả nhà, bỏ mỡ cho nhiều vô ăn ngon quá trời. Ăn ngon quá trời luôn mà bữa nay mình đi mò nữa. Ôi ôi, nè. Thấy không? Nó mê, nó mê. Khúc này chứ không có mà khúc xanh chỗ vàng vàng này nè, đó. Thấy không? Đất vàng vàng này nè, đó. Đây. Con nhỏ quá bỏ luôn. Nuôi nó lại. Con nào nấy bự ghê không? Còn nguyên một thao nữa, một gỗ trời. Một gỗ đắng nữa. Con này cái thao nặng quá mình bỏ đặng rồi. Đây nè, hút lên nó xì nó đáy rồi nè, cả nhà xem nè. Đó. Đây nè cả nhà, nhìn thấy nè nghe cả nhà. Đó, rút vô nè, đó, tự rút vô nó thấy không nè, đụng tới nó rút vô nè. Đó, rút vô, đó. Ông rút xì nước ra luôn. Nè, mê quá cả nhà ơi. À, này nè, giống như là mù với này đó. Ô con này chết rồi. Con này chết. Con nó sống rồi này. Sống. Ô nè. Thấy không? Chẳng thiếu luôn. Lâu lắm rồi mình mới mò lại bởi vì nó nhiều á. Mày giữ gì ta lại. À. Ghê vậy. Mà trời chỗ này nó lại. Chỗ này tới ham mà. Ghê vậy. Quy lỗ luôn nè. Ôi con này chết luôn. Quá xàm. Đây xa xa có hai chú vịt chim nè cả nhà. Hai chú vịt chim thấy cưng không? Chồng mình mò được nhiêu nè cả nhà. Quá trời một gỗ luôn. Cả nhà ơi. Hồi lúc trước mình cũng có đăng hai clip mò trên trang rồi đó, nhưng mà cái clip này mình muốn quay ngắn thôi cho cả nhà xem thôi, tại vì bên này mình mê nó quá à. Cả nhà mình nhìn thấy không mê chết mà được. Cái nè, mò một lát thôi một gỗ đầy luôn á. Thôi mình cũng đi về, bye bye cả nhà nha. Trời cũng hơi chiều tối rồi, mình về luôn, ra trễ quá.